Xin chào các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem và ủng hộ kênh YouTube của Nghi. Thì một trong những câu nói nổi tiếng của ông Robert Kiyosaki trong quyển sách Cha giàu cha nghèo rất quan trọng và rất hay, rất ý nghĩa dành cho những ai muốn thay đổi tư duy, muốn phát triển bản thân và muốn làm giàu bằng đôi bàn tay trắng của mình. Thì câu nói của ông là: bạn kiếm tiền bằng cách nào không quan trọng, mà quan trọng là bạn giữ tiền như thế nào và bạn làm như thế nào để đồng tiền của mình tự sinh sôi nảy nở và tự nhân đôi, nhân ba, nhân tư. Đó có nghĩa là tiền sẽ tự đẻ ra tiền. Đó là câu nói rất là hay mà Nghi đọc được từ sách Cha giàu cha nghèo và muốn chia sẻ đến các anh chị để chúng ta cùng nhau thành công, chúng ta cùng nhau chiến thắng chính bản thân của mình. Và trong lĩnh vực bất động sản thì đó là một cái lĩnh vực mà Nghi thấy là hầu như các nhà tỷ phú, các nhà thành công họ đều bỏ tiền vào bất động sản và không ai là không có bất động sản hết. Cho nên với Nghi thì bất động sản trong cách mà ông Robert Kiyosaki đã chia sẻ là hoàn toàn chính xác.